Xin chào các bạn đã đến với TechMag. Những bạn đang xem video này, các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của TechMag nha. Đầu năm 2014 đã là một khoảng thời gian mà có thể nói là Samsung trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới. Nhưng mà công ty Hàn Quốc này khi đó vẫn còn bị nhìn với cặp mắt của một thương hiệu là chiếu dưới, bởi vì lý do chính nằm ở việc là Samsung vẫn còn trung thành với vật liệu nhựa trong chế tác điện thoại của họ, thay vì là kim loại hay là kính mà HTC hay là Sony đã bắt đầu áp dụng và được đánh giá rất cao trong thời điểm đó. Thực tế thì điểm yếu về chất liệu chính là vấn đề lớn nhất mà Samsung cần phải khắc phục, bởi vì khi đó thì công ty đã có thể so kè được với Apple về khả năng tạo ra xu hướng mới. Samsung là nhà sản xuất mở ra lối thiết kế về màn hình siêu lớn. Những chiếc Galaxy Note hay là Galaxy Mega với kích thước ngoại hạng cũng không còn trùng lập với iPhone nhỏ nhắn bằng kim loại. Chính vì thế mà một chiếc điện thoại như là Galaxy Alpha đã bất ngờ được Samsung tung ra với mục đích chính, đó chính là thay đổi cái nhìn của thị trường về Samsung hàng nhựa. Một điều thú vị là dường như công ty cũng muốn làm điện thoại của mình cạnh tranh trực tiếp với iPhone 6 của Apple khi đó. Galaxy Alpha được ra mắt vào tháng 8 năm 2014 và được bán vào một tháng sau đó, cùng thời điểm với thế hệ iPhone 6 được công bố. Galaxy Alpha đã được cho là chia sẻ một số đặc điểm, dù không chính thức, về yếu tố thiết kế đối với chiếc iPhone 6. Chiếc điện thoại của Samsung có màn hình 4.7 inch giống với kích thước màn hình của iPhone 6 và có tỷ lệ là 16:9, cả hai đều giống nhau. Rõ ràng thì dường như là công ty Hàn Quốc đã cố gắng để chế tạo ra một chiếc điện thoại theo xu hướng học tập các tin đồn về thiết kế của iPhone tiếp theo từ nhà táo khuyết. Bởi vì Galaxy Alpha là mẫu điện thoại Samsung cao cấp duy nhất có kích thước màn hình là 4.7 inch. Thậm chí thì Samsung còn áp dụng luôn cả độ phân giải là HD cho màn hình này và cho mật độ điểm ảnh là 312 ppi, gần như là tương đồng với iPhone 6 là 326 ppi, hay cái dung lượng pin là 1860 mAh, khá là gần với con số 1810 mAh của iPhone 6. Tuy nhiên thì công ty Hàn Quốc đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì sử dụng tấm nền AMOLED khiến cho hình ảnh bị rỗ hơn nhiều so với tấm nền IPS LCD. Cũng như sự thật thì đây chỉ là một độ phân giải tầm trung, không nên xuất hiện trên một thiết bị cao cấp như là Alpha, cũng như là dung lượng pin của máy không xứng đáng khi mà so sánh về mặt bằng chung điện thoại Android cao cấp thời đó. Bỏ qua yếu tố màn hình hay là pin thì khung máy chính là phần khiến cho Alpha được đánh giá tích cực khi mà lần đầu tiên Samsung sử dụng khung kim loại để gia công thay vì là chất liệu nhựa và sơn bóng thường thấy. Việc trang bị khung kim loại cũng khiến cho điện thoại này trở nên sang trọng hơn hẳn so với hầu hết những điện thoại Samsung khi đó. Nhưng so sánh với những Xperia Z hay là HTC One thì sản phẩm của công ty Hàn Quốc rõ ràng chưa thể sánh được về độ tinh tế do vẫn còn được sử dụng mặt lưng bằng nhựa rẻ tiền. Bù lại thì Alpha có một độ mỏng rất ấn tượng, nếu như không muốn nói là chiếc smartphone của Samsung mỏng nhất khi đó, chỉ 6,7mm, nặng 115g. Để so sánh với người đồng nghiệp là Galaxy S5 được ra mắt cùng năm có độ dày là 8,1mm và nặng là 145g, hay là iPhone 6 thì là 6,9mm và nặng 129g. Cấu hình xử lý của Galaxy Alpha có thể coi là niềm tự hào của Samsung của những năm 2014-15. Chiếc điện thoại này được trang bị con chip Exynos 5430. Đây là con chip 20 nanomet đầu tiên trên thế giới và mang đến hiệu suất tốt hơn với con chip 28 nanomet cùng thời điểm như là Snapdragon 801 hoặc là 805. Apple sau đó cũng trình làng vi xử lý A8 trên iPhone 6 cùng với tiến trình là 20 nanomet. Thậm chí thì đến năm 2015, Samsung còn đi xa hơn với Exynos 7420 14 nanomet trên Galaxy S6. Nhưng mà đó cũng là năm cuối cùng mà công ty Hàn Quốc thăng hoa về mảng chip xử lý của chính mình. Và xét về tổng thể thì Galaxy Alpha theo một cách nào đó đã tạo ra khá là nhiều tiền đề để Samsung đưa vào dòng Galaxy S6, như là việc loại bỏ khe cắm thẻ nhớ nè, sử dụng nhiều kim loại hơn và thậm chí pin còn thấp hơn so với Galaxy S5. Những yếu tố này đã gặp phải rất nhiều sự chỉ trích mạnh mẽ từ người dùng. Nhưng mà sau tất cả thì Galaxy Alpha vẫn là một nỗ lực đáng ghi nhận của công ty Hàn Quốc khi mà cho thấy họ sẵn sàng thay đổi triệt để hình ảnh của công ty để bắt kịp các đối thủ của mình. Galaxy Alpha có số phận giống như tên gọi của nó, đã chỉ tồn tại như một sản phẩm thử nghiệm duy nhất của một phiên bản được tung ra, rồi bị khai tử và thay thế bằng đó là dòng Galaxy A series đã trở thành một thương hiệu tầm trung mạnh nhất của Samsung cho đến thời điểm hiện nay. Vừa rồi là những chia sẻ của TechMag. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Và nếu những bạn nào quan tâm tới những sản phẩm của Samsung, các bạn có thể tham khảo tại đường link của Di Động Việt mình để bên dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.